Còn dế với sâu không anh? Dế Sơn La à? Lấy cho em. Dạ. Dạ. Sâu quy thì em lấy 100, còn dế cũng 100 luôn ạ. Có loại 100. Vâng. Nhà còn ở đây không? Còn thẳng. Cái này á? Nhiều. Qua con gió lao kìa. Cái tiểu vi năm nay nó khó thế đấy. Dạ. Em đi nhá. Mà một dọ dế cho cái con trà màu nó mớm con. Úi dồi. Rồi luôn, tới công chuyện rồi. Con trống kìa. Ôi con, nó sao nó nhát ra ác thế nhỉ. Úi dồi. Con ở bên phải là con trống này anh em ạ. Nó vênh con nó kìa. Căng chưa, căng chưa? Anh em để ý màu của cái con chim non này. Nó lân chưa anh em? Ôi trời ơi. Con mái là lân tê. À đâu, con trống là lân tê, còn con mái là siêu lân. Lúc ra con nó là cũng gọi là da màu lân phết đấy anh em ạ. Nào nào, cho em tính ra để anh cho mồi tươi. Nó vênh thì thôi rồi. Chách 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 chách. Chuối hỏng rồi. Ui xôi. Căng 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 căng. Thôi đi ra đi. Căng quá bọn này. Không cho ai vào gần luôn cơ mà. Sợ thật. Kiểu này mai mốt khéo khi cái con chim non này nó tự biết mổ ăn, nó lại không ăn cám thì lại vào cám nó anh ơi.
Quá là ghê gớm. Tình hình là bây giờ mình sẽ tách cái con gà rừng này, cái con gà rừng lai của mình này, cái con mà đây, hai con lổ lổ này. Hai con này là bây giờ là tập gáy rồi anh nhá. Có cái giọng của nó giống giống y hệt như kiểu cái con mồi của mình mà thả vào trong này luôn anh ơi. Được phết. Gột nó từ thời điểm bây giờ để cho nó dạng đến cái lúc mà gọi là từ tầm tháng mấy nhở, hay con gà rừng nó sung ấy, mình đi bẫy tháng 3 đúng không anh em? Đó, sang năm sau đi bẫy là ok rồi anh em ơi. Cái con mồi này của mình thì vẫn sẽ đi bẫy được, nhưng mà kiểu như là bây giờ cái cựa của nó cũng mọc ra bằng gần này rồi. Để mình đi bẫy thì những cái con nào mà cứng ấy thì được, còn cái con nào mà gà tơ lên thì mình phải dùng mồi gà tơ. Nào, ăn cho quy đây. Cái con này nữa. Này. Đấy. À, con có một con là tập gáy, còn một con thì chưa biết gáy đâu. Mình sẽ tách cái con mà nó lá da rộng kia trước. Đây, em nó đây anh em nhá. Quá đẹp luôn. Chắc là tầm 400g con này nè. 400g, 500g gì đấy. Nhẹ cực kỳ. Bây giờ nếu mà mình xích chân nó luôn là nó sẽ bị treo chân, nên là mình sẽ cho cái lồng gà này, tách cho vào cái lồng gà rước, xong rồi khi nào mà nó cảm giác như kiểu là mình mang thóc, mang cám ra cho nó ăn là nó chạy vào người, là lúc đấy là xích chân được rồi anh em ơi. Đấy. Trước là mình cũng có tách nó lên rồi. Tách nó lên rồi nên là nó cũng khá là dạng. Nó không nhát mấy. Ui, con kiến nhiều thế. Ui, chuồng này kiến nhiều cực kỳ. Ba giọt. Chỉ trong một lần chạm. Đấy. Thì bay tới số rồi. Giỏ xong xong rồi rơi vào thức ăn của cái con gà. Nhưng mà trong cái bao này, cho nguyên một lọ luôn. Rồi, ok, mai mốt khi nào mà kiểu như là nó gáy ra thì mình sẽ quay cái giọng gáy của nó cho anh em nghe thử. Làm vào ok luôn anh em ơi, uy tín luôn. Mấy hôm trước là có lên xem cái tổ cò ở trên này, thì có phát hiện ra một cái quả rễ cây, nhìn cũng khá là vào mắt anh nhé. Thì bây giờ mình sẽ lên lấy cái quả rễ cây đấy về phục chế để xem là có ra việc không anh em ơi. Đây là chuyện này. Nó cong cong uốn uốn. Ui dồi. Ui. Chim nó về tắm anh em ạ. Này, cái khúc này mà gài bẫy vào gì. Ui, con chim gì nó bay trên này lên. Ô. Không có tổ chim con này luôn anh em ơi. Này. Chim sâu, chim sâu. Nhìn thấy chưa? Đây có một tổ chim sâu này. Ô, adu. Có trứng hay là
Có cái gì trắng trắng bên trong ấy không ạ? Nếu không phải là trứng thì cũng là cái à... cái gì nhỉ? Mà chắc chắn là trứng rồi, nhưng mà không biết là có mấy quả thôi. Của chim sâu. Không phải là cái con mà mình nhìn thấy nó bay, cái con mà nhìn thấy nó bay thì như cái con nó kiểu màu à, cam cam ấy. Đâu nhỉ? Cái bộ rễ cây kia lâu rồi, à đây. Rồi để xem cái tổ cỏ ở đây chứ. Đây rồi, em cò chúng ta rồi anh em nhá. Úi. Ui này, sao chỉ còn có mỗi một con thế này? Ui. Đây anh em ơi, còn mới một con thôi. Hôm trước lên xem là có 3 con mà bây giờ còn có mất 1 con đấy anh em ạ. Không biết là do bố mẹ của nó mổ đi hay là kiểu như là thức ăn không đủ ấy, thì cái con non này nó tranh nhau thức ăn, giống như kiểu anh em xem những video mà con chim săn, con đại bàng nó à bố mẹ khi mà con bố mẹ của nó à mang thức ăn về không đủ cho nó ăn thì nó sẽ tranh giành thức ăn với nhau và nó sẽ mổ và đẩy cái con đấy xuống tổ. Không biết nó phải kiểu đấy không. Đây là một trường hợp, còn trường hợp thứ hai là bị con gì ăn mất 2 con rồi. Cái này nè. Bây giờ còn mất 1 con này. Đây, quả hàng long mộc đây nhá. Ui. Thấy. Nhìn cái rễ của nó này. Rễ của nó này. Nó cong không cái này. Thế mà nhìn là như kiểu thế này này. Nó y hệt như kiểu một con bạch tuộc luôn. Mà hôm trước nhìn như kiểu thế nó ok lắm các bạn nhỉ. Sao bây giờ hôm nay nhìn lại nó thế nào ấy anh em nhỉ? Cây thì không biết là nó có lõi không nhỉ? Theo như anh em được biết thì cây có lõi không? Cái lá của nó đây, trên cái lá của nó này hình như nó không có lõi đâu, cái cây này ok sẽ lắm anh em ạ. Bây giờ nhìn lại hôm trước nghĩ nếu mà mang về thì mình cắm cái phần ngọn nó xuống cho cái rễ của nó dựng lên, thì mình sẽ làm cái cầu để mà treo chim, ví dụ như kiểu lên một cái lồng này, lên một cái lồng kia, một cái lồng chim kia, một cái lồng chim, có nghĩa là mình làm cái cọc giống như kiểu cái xào mình treo chim ấy, cắm nó xuống đất. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì cái rễ của nó kiểu nó không được bung ra mấy anh em ạ. Cái khác thôi này. Có cái nào hợp lý để mà mình chế làm cái khác không? Thank you.
rễ của cái cây này nhìn quá là uy tín luôn anh ơi. Này, anh em xem cái khúc kia, cái khúc kia nó cong coi như là giống cái kiểu con rồng nó đang uốn lượn đấy anh em ạ. Này, cái khúc này là ăn tiền rồi này. Xong rồi đến cái chỗ này là mình cưa cái này đi. Xong rồi mình làm cái gì nhỉ? Tạo hình dạng nó. Rồi. Xong cái vệ này, cái vệ này mà nuôi lên thì cây là cái cây mà kiểu như là nếu mà những anh em nào mà không kiểu như là da mình bị mẫn cảm mà hay gọi là thời tiết nắng, thời tiết mưa hoặc là mình đi lạnh mà hay bị dị ứng ấy mà dính phải nhựa của cái cây này là mình sẽ bị ngứa ngay, bị dị ứng ra ngay. Nên là cây này không mang về được. Dễ thì đẹp thật nhưng mà không mang về được anh em ạ. Ô, giờ mới thấy này, đây là quả gì đây? Ui, đây là quả gì anh em? Đi lên. Đù, siêu phẩm đây rồi. Nhưng mà cái cây thì nó lại không có lõi. Tiếc nhỉ, đây này. Cây nó không có lõi. Chả cái khúc này ra cho anh em xem này. Này, dễ của nó này anh em ơi. Cong từ cái chỗ này lên. Xong rồi chỗ này có một cái nu. Đấy, nó uốn kiểu này. Xong này này. Uốn. Đấy. Cái cây khi mà nó mọc ra ở những cái gọi là cái vách mà tảng lá kiểu này. Đâm ra cái rễ nó không đâm vào được thì nó sẽ tạo uốn thành những cái khúc. Uốn thành những cái khúc kiểu này. Đây, anh em thấy ok không? Rồi. Cái này là mình sẽ mang về bỏ vào trong AV. Bỏ vào trong AV. Đủ một em cua. Đây. Một em cua suối. Wow. Cua nó còn ra kiếm ăn cả ban ngày luôn anh em ơi. Này nó bò bò xuống đây này. Đang chạy xuống. Vồ phát được luôn. So. Đây, phơi khô xong rồi ngâm rượu uống. Mình tính là nếu mà cái cây này, cái thân này nó là thân gỗ thì mình sẽ làm một cái vệ cho cái này xuống đất. Cho nó cắm xuống đất xong rồi bộ rễ của nó mọc xuống xong rồi mình làm như kiểu một cái bonsai. Đây nó sẽ như thế này này.
là một cái bonsai mọc lên. Nhưng mà cái cây này thì nó dạng cái thân của nó giống kiểu cái cây gì nhỉ? Cây sắn ấy nhá ạ. Cái gỗ của nó là nó không phải là loại gỗ mà đặc. Đây này, bên trong nó còn có một cái ruột kiểu như là giống như là cái gì nhỉ? Giống như kiểu cái phao ấy. Nói chung là cái cây này nó chả khác gì cây sắn luôn. Thế nào mình sẽ phơi khô không, và khi nào mà khô thì mình sẽ bỏ vào trong cái AV đấy để cho con chim nó đậu anh em ạ. Kiểu đấy. Dáng này quá đẹp, mới tội là nó không phải là cây thân gỗ. Ô nhỉ. Cái này anh em nhìn góc này. Đây là lầu của cái con tắc kè. Đây là chân của tắc kè. Đây cũng là chân và đây cái lui. Đấy. Nhìn ra không anh em? Úi trời ơi. Cái này gọt thành một cái đầu của cái con tắc kè. Cái thân của nó. Chân. Giống kiểu con tắc kè đang chạy này. Cái dáng này nè. Có đỉnh. Chất luôn. Sóc. Đây, con sóc vòng đỏ của mình đây anh em ơi. Hôm qua là con cái kia nó vừa mới đẻ con, nó đuổi con đực này thì thôi rồi. Con đực này coi như là chạy té khói, định tách cái con đực này ra, nhưng mà sau khi mình này, cho cái rẻ kia vào thì được một lúc thì nó ổn định, và thì cái con cái kia là nó không làm gì cái con đực này nữa. Nó không làm gì cái con đực này luôn, kiểu như là cái con cái kia là nó sợ cái con đực này ăn mất con, nó đâm ra nó phải đuổi con đực này để con đực này nó ra chỗ khác. Thế là mình có để ý cái con nó vẫn có một con thôi, nó không đẻ thêm. Thì ra hôm nay này. Đây nó chui vào trong cái rẻ kia nó nằm rồi anh em ạ. Chui vào trong cái rẻ kia nó nằm rồi. Như kiểu cái trường hợp của lôi sóc bụng xám như thế này. Cho vào cái rẻ. Mình bỏ một cái rẻ vào, không cần cho cái thùng. Cho thùng thì thật ra cũng ok thôi, nhưng mà kiểu như là nó sẽ chật cái diện tích của cái lồng này, bởi vì mình làm chật mà, làm nhỏ mà. Nhỏ gọn. Đấy. Anh Lực này hôm qua xít nữa là phải tách nó ra lồng riêng rồi. Nhè. Người ta nuôi sóc là chạy lên trên tay vuốt ve các kiểu, còn mình sờ vào cái thì nó cắn cho ngay. Sờ vào phát là nó cắn cho ngay. Hậu nhân, hậu duệ của cái con này mai mốt nó lớn lên cưng luôn. Lang cho nó ăn ngô ngọt đấy nhé, cung cấp ngô ngọt cũng như là những cái nào mà ngọt ngọt để cho cái con cái kia nó có sữa để cho con nó bú. Bụng xám này, bụng xám thì nhìn chả khác gì con sóc đất, chả khác gì con sóc đất đơn. Nè, mày đây rồi, tí nữa mất con chim quý, đây này. Thanh niên chim săn ơi là thanh niên chim săn. Sao suốt ngày chúng bay cứ báo nhà báo cửa thế nào nhỉ? Đây anh em ơi, cái con diều hoa mình về nhà tìm không thấy ở chỗ nào. Lúc mà mình nhà vừa ấy về lúc đấy tầm 11 giờ. Thì 1 giờ thì cơm nước xong là mình vào nghỉ một chút. Thì quay ra xem cái con chim săn của mình không thấy đâu một con. Đây là chính là cái con này. Ai nào ngờ nó bay như thế này, con gà cục tác thì nó biết. Càng nuôi con chim săn này. Nó cho nó ăn đủ thôi, nhưng mà kiểu như là cái dòng chim này, ở đây cái tập tính của nó ấy, cái tập tính của cái dòng chim này là nó phải bay lượn. Nó không bay lượn hình như là nó ngứa tay ngứa chân hay sao ấy anh em ạ. Chắc là hôm nào phải mang cái con này, cái con là con gì nhỉ, con lại bàng núi của mình mang ra cho nó lượn lượn mấy vòng cho nó kiểu như là thư giãn một tí đi. Nào về nhà. May mà có mấy thần kê nó, mấy em thần kê nó chỉ cho đấy, không là không biết là tìm mày chỗ nào luôn đâu. Chết giờ không có chứ này. Này chắc là nó bay nó vòng lên bên này nhau ạ. Bay xong rồi nó vòng lên trên này. Khéo khi chắc là định lên đậu trên cái ngọn cây xoài, nhưng mà không đủ sức để bay lên được, nó mới lên đậu ở đây. Quá căng. Xuống đây đi. Đây này, cái cầu nó này.
gãy ra làm hai cái này cơ mà, không hiểu sao mà gãy được. Đây như mày, nó kéo đi, nó đậu bình thường thì nó không sao, nó kéo xong rồi cái này nó bụp xuống hay là gỗ hay mục gãy khúc này ra luôn, thế là dây nó mới bung và phóng lên sau nhà, chắc là kiểu đấy. Cho nó đậu tạm cái cầu, mình làm ba cầu nó để cho nó truyền cánh đi truyền cánh lại, nhưng mà buộc với kia thì nó lại gãy mất, khổ thật. Chắc phải làm phải thay lại cái cầu, thay lại cái khúc cây này mới. Cây căn bản là mục quá anh em ạ. Nàng lơ này. Này vàng núi thì thay lông gần gần hoàn thiện rồi. Có mấy cái lông lua nó bị gãy thì mọc ra cũng gần ok hết rồi. Ok hết rồi anh em ạ. Đây. Nào nào nào, lên cầu trên đi. Lát nữa cho ăn lại chanh mồi của nhau thì hỏng. May quá, mày còn tìm được anh em ơi. Tìm mà không thấy là không biết là đi tìm một lâu luôn. May là nó còn không bay khỏe. Như cái con này vàng núi thì hôm trước sổng ra là phóng tận cuối bản luôn. Ở đầu bản mà nó xuống cuối bản được. Ra hôm sau mới tìm thấy. Rồi ok thì chắc là video của mình cũng phép dừng lại đây nhé. Nếu anh em thấy video hay thì cho em xin một like, một nói với kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại người tiếp theo. Bye bye.